Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì hôm nay chúng ta cùng tham khảo những cái câu đối đáp thực tế. Rồi, bây giờ chúng ta nói là hôm nay chúng ta ăn thịt quay được không? Thì sẽ là cấm dặt ngọ tỳ sực xíu mỹ hủ mũ. Cấm dặt ngọ tỳ sực xíu mỹ hủ mũ. Thì cấm dặt là hôm nay ngọ tỳ sực là chúng ta ăn ăn gì? Xíu mỹ là những cái món thịt quay. Hủ mũ hủ, đây là câu hỏi tốt không hay là được không? Hủ mũ hủ, chúng ta cùng nhau đọc lại. Cấm dặt ngọ tỳ sực xíu mỹ hủ mũ hủ. Cấm dặt ngọ tỳ sực xíu mỹ hủ mũ hủ. Hôm nay chúng ta ăn thịt quay được không? Rồi, bây giờ chúng ta muốn hỏi là ăn ở đâu? Hãy biến tù sực. Hãy biến tù sực. Ăn ở đâu? Sực có nghĩa là ăn. Hãy biến tù là ở đâu? Cùng nhau hỏi lại. Hãy biến tù sực. Hãy biến tù sực có nghĩa là ăn ở đâu? Rồi, chúng ta cùng nhau nói và đáp. Cấm dặt ngọ tỳ sực xíu mỹ hủ mù hủ. Hãy biến tù sực. Rồi, bây giờ chúng ta muốn nói là chúng ta đi nhà hàng Thái Hưng ăn nhé. Thì nói như thế này: ngọ tỳ hơi thai hén chán tháng sực lá. Ngọ tỳ hơi thai hén chán tháng sực lá. Thì ngọ tỳ là chúng ta, hơi là đi, thai hén là Thái Hưng, chán tháng là nhà hàng, sực là ăn. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ tỳ hơi thai hén chán tháng sực lá. Ngọ tỳ hơi thai hén chán tháng sực lá. Chúng ta đi nhà hàng Thái Hưng ăn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta muốn đáp là ý kiến hay. Thì nói như thế này: hủ thầy gì? Hủ thầy gì? Hủ là tốt, là rất ha. Thì hủ thầy gì có nghĩa là ý kiến hay. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau nói và đáp. Ngọ tỳ hơi thai hén chán tháng sực lá. Hủ thầy gì? Rồi, bây giờ chúng ta muốn nói thực đơn. Đây, em coi muốn ăn gì? Thì nói như thế này: choi tán hải tàu. Lị thảy hạ sản sực mắt dạ. Choi tán hải tàu. Lệ thấy hạ sản xuất mát dẻ. Thì choi tán là thực đơn, hải tàu là ở đây. Choi tán hải tàu có nghĩa là đây thực đơn. Lị là em, hay là bạn, là cô, là bác, là dì, là cha, là mẹ đều được. Ngôi thứ hai số ít. Thấy hạ có nghĩa là xem coi, hay là coi xem, hay là nhìn xem. Sản là muốn, xịt là ăn, mát dẻ là cái gì? Sởn xịt mát dẻ có nghĩa là muốn ăn cái gì. Khi chúng ta muốn hỏi ai đó muốn ăn cái gì là sởn xịt mát dẻ. Lị sởn xịt mát dẻ, em muốn ăn cái gì? Rồi, chúng ta cùng nhau đọc lại. Choi tán hải tàu. Lị thải hạ sởn xịt mát dẻ. Choi tán hải tàu. Lị thải hạ sởn xịt mát dẻ. Đây thực đơn. Em coi muốn ăn gì? Đây thực đơn. Bạn coi muốn ăn gì? Rồi, bây giờ chúng ta xem cái thực đơn xong. Muốn ăn cơm heo quay 5 sao. Đây là cái tên cơm heo quay 5 sao. Nói như thế này: xính khắp xíu dục phàn. Xính khắp xíu dục phàn. Thì xính khắp là 5 sao. Xíu dục phàn. Xíu dục phàn là cơm heo quay. Cùng nhau đọc lại. Xính khắp xíu dục phàn. Xính khắp xíu dục phàn có nghĩa là cơm heo quay 5 sao. Rồi, bây giờ chúng ta muốn nói là dặm trà sữa ướp lạnh, uống trà sữa ướp lạnh. Thì uống trà sữa ướp lạnh thì nói như thế này: dặm bính chanh lại trà. Dặm là uống, bính chanh là ướp lạnh, lại trà là trà sữa. Cùng nhau đọc lại: dặm bính chanh lại trà. Dặm bính chanh lại trà. Uống trà sữa ướp lạnh.
Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau nói và đáp. Choi tán hải tù, lệ thải hạ, sản sệt bác dạ. Ngọ sản sệt, ủng sinh khắp, xíu dục phàn. Dẫm bính trần lại trà. Rồi, thí dụ chúng ta muốn nói là còn các vị, còn mọi người muốn ăn gì? Lị tỳ lá, sản sệt bát dạ. Lị tỳ lá, sản sệt bát dạ. Thì lị tỳ lá có nghĩa là còn các vị, còn các bạn, còn mọi người. Lị tỳ lá, sản sệt bát dạ, muốn ăn gì? Cùng nhau đọc lại. Lị tỳ lá, sản sệt bát dạ. Lị tỳ lá, sản sệt bát dạ. Còn các vị, còn mọi người muốn ăn gì? Ví dụ như là người này muốn nói là tôi muốn ăn thịt heo xào khóm chua ngọt siêu ngon. Thì nói như thế này. Ngọ sản xịt quỳ mì bó lò cú lú dục. Ngọ sản xịt quỳ mì bó lò cú lú dục. Thì ngọ sản xịt là tôi muốn ăn quỳ mì bó lò cú lú dục. Cú lú dục có nghĩa là cú lú dục, dục có nghĩa là thịt heo xào chua ngọt, người ta gọi là cú lú dục. Bó lò là khóm, quỳ mì có nghĩa là siêu ngon ha, ăn xong rồi cũng còn nhớ đến cái mùi đó. Quỳ mì, quỳ mì bó lò cú lú dục, thịt heo xào khóm chua ngọt siêu ngon. Thì thông thường đó, quỳ mì chúng ta không nói cũng được, nhưng mà đây là cái tên thực đơn thì chúng ta muốn đọc cái trọn dạng cái tên của cái thực đơn này thì nó có cái chữ quỳ mì phải không nào. Thông thường thì bó lò cú lú dục có nghĩa là thịt heo xào khóm chua ngọt. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ sản xịt quỳ mì bó lò cú lú dục. Ngọ sản xịt quỳ mì bó lò cú lú dục có nghĩa là tôi muốn ăn thịt heo xào khóm chua ngọt siêu ngon. Uống gì? Uống kem tươi đá đậu đỏ. Thì nói là dẫm xín kỳ liêm hùng tẩu bính. Dẫm xín kỳ liêm hùng tẩu bính. Thì dẫm là uống, xín kỳ liêm hùng tẩu bính. Xín kỳ liêm hùng tẩu bính có nghĩa là kem tươi đá đậu đỏ. Cùng nhau đọc lại. Dẫm xín kỳ liêm hùng tẩu bính. Dẫm xín kỳ liêm hùng tẩu bính. Rồi bây giờ một người khác muốn ăn cái món này, muốn ăn cái món là cơm vị ngon nguyên cái đùi ngỗng quay, cơm nguyên cái đùi ngỗng quay. Thì ngọ chào sản xịt chí mì duyên chạc ngọ bỉ phàn. Ngọ chào sản xịt chí mì duyên chạc ngọ bỉ phàn. Thì ngọ chào sản xuất có nghĩa là tôi thì muốn ăn. Muốn ăn gì? Chí mì có nghĩa có cái vị ngon ha. Chí mì có nghĩa là cái vị ngon, cái hương vị rất là ngon. Chí mì duyên chạc ngọ bỉ phàn. Duyên chạc có nghĩa là nguyên cái ha. Ngọ bỉ phàn, ngọ bỉ có nghĩa là cái đùi ngỗng, phàn là cơm. Ngọ bỉ phàn có nghĩa là ngò bỉ phàn có nghĩa là cơm đùi ngỗng. Dìn che ngò bỉ phàn. Dìn che ngò bỉ phàn có nghĩa là nguyên cái đùi ngỗng quay, cơm nguyên cái đùi ngỗng quay. Chí mì là vị ngon ha. Chúng ta nói chí mì cũng được mà không cũng được, bởi vì đây là cái tên. Cái tên trong cái thực đơn thì chúng ta muốn đọc tên trong cái thực đơn thì chúng ta đọc là chí mì diền chạc ngò bỉ phàn. Còn nếu không á thì chúng ta cứ nói là ngò bỉ phàn cũng được ha. Ngò bỉ phàn, ngò bỉ phàn có nghĩa là cơm đùi ngỗng quay, diền chạc là nguyên cái. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngò chào sản xịt chí mì diền chạc ngò bỉ phàn. Tôi thì muốn ăn cơm vị ngon nguyên cái đùi ngỗng quay. Uống gì nè? Uống chanh muối bãi úp.
Chanh muối bảy ớt là hàm lệnh muốn chất hỷ, hàm lệnh muốn chất hỷ, hàm lệnh muốn chất hỷ có nghĩa là chanh muối bảy ớt giấm hàm lệnh muốn chất hỷ, giấm hàm lệnh muốn chất hỷ có nghĩa là uống chanh muối bảy ớt. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nói và đáp. Lý tỷ lá sản xuất mất dạ. Ngọ sản xuất quỳ mì bó lò cú lú dục. Dẫm xín kỳ liêm hùng tẩu bến. Ngọ cho sản xuất chí mì duyên chạc ngò bỉ phàn. Ngọ cho sản xuất chí mì duyên chạc ngò bỉ phàn. Dẫm hàm lệnh muốn chất hỷ, dẫm hàm lệnh muốn chất hỷ. Rồi khi mà chúng ta cùng nhau thảo luận xong hết rồi đó, ai muốn ăn gì thì chúng ta nắm được những cái tên của món ăn, những cái thức uống rồi, thì bây giờ chúng ta kêu món. Thì chúng ta gọi người phục vụ như thế này: xì dân ừm cói, xì dân ừm cói, phục vụ làm ơn, xì dân ừm cói. Thì xì dân là dùng cho cả nam và nữ, là những người phục vụ trong nhà hàng, người ta gọi là xì dân ha các bạn. Nam và nữ đều được. Tên gọi chung của người phục vụ trong nhà hàng là xì dân. Bây giờ chúng ta kêu xì dân ừm cói có nghĩa là chúng ta kêu cái người phục vụ tới đó, là phục vụ làm ơn. Rồi khi mà người phục vụ tới đó, người ta nói là hay chính mình lì tì sản xuất tí mét dạ, hay chính mình lì tì sản xuất tí mét dạ. Thì hay có nghĩa là dân, là dạ, là người ta muốn nói dân hay là dạ, người ta sẵn sàng, bắt đầu người ta hỏi mình. Chỉnh mạnh là xin hỏi, lị tì là các bạn hay là quý khách hay là mọi người. Sản xịt tí mắt dạ, sản xịt có nghĩa là muốn ăn, tí mắt dạ là cái gì. Chỉnh mạnh lị tì sản xịt tí mắt dạ, chỉnh mạnh lị tì sản xịt tí mắt dạ có nghĩa là xin hỏi mọi người muốn ăn gì, hay là xin hỏi quý khách muốn ăn gì đều được. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Hay chẳng mạnh lệ tì sản xuất tế mát dạ, hay chẳng mạnh lệ tì sản xuất tế mát dạ, dân hay là dạ, xin hỏi quý khách muốn ăn gì. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nói và đáp. Xì dân ừm cói, hay chẳng mạnh lệ tì sản xuất tế mát dạ. Rồi bây giờ là chúng ta bắt đầu kêu món nè. Nhất tiệp ừm xứng khắp xíu dục phàn, dách tiệp ừm xứng khắp xíu dục phàn. Thì dách tiệp có nghĩa là một dĩa ha, một dĩa. Ừm xứng khắp xíu dục phàn, cơm heo quay 5 sao. Cùng nhau đọc lại. Dách tiệp ừm xứng khắp xíu dục phàn, một đĩa cơm heo quay 5 sao. Dách búi bánh chanh lại trà, dách búi bánh chanh lại trà, một ly trà sữa ướp lạnh. Dách tiệp quỳ mì bó lò cú lú dục, dách tiệp quỳ mì bó lò cú lú dục. Dách tiệp là một đĩa, một dĩa. Quỳ mì bó lò cú lú dục là thịt heo xào khóm chua ngọt siêu ngon. Cùng nhau đọc lại. Dách tiệp quỳ mì bó lò cú lú dục, dách tiệp quỳ mì bó lò cú lú dục, một đĩa thịt heo xào khóm chua ngọt siêu ngon. Dách búi xín kỳ liêm hồng tẩu bến, dách búi xín kỳ liêm hồng tẩu bến, một ly kem tươi đá đậu đỏ. Chòi cá dách tiệp chí mì duyên chạc ngò bỉ phàn, chòi cá dách tiệp chí mì duyên chạc ngò bỉ phàn, lại thêm một đĩa nguyên cái đùi ngỗng quay, lại thêm một đĩa cơm
vị ngon, nguyên cái đùi ngỗng quay. Cùng nhau đọc lại. Trôi cá, dách tiệp, chí mì, duyền chạc, ngò, bỉ phàn. Trôi cá, dách tiệp, chí mì, duyền chạc, ngò, bỉ phàn. Lại thêm một đĩa cơm vị ngon, nguyên cái đùi ngỗng quay. Dách búi, hàm lĩnh, chất hỷ. Dách búi, hàm lĩnh, chất hỷ. Một ly chanh muối, bãi ấp. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nói và đáp. Hay, chánh mạnh lý tì, sẵn sự tế mát dạ. Ừm gói. Dách tiệp, ừm xứng khắp, xíu dục phàn. Dách búi, bính chanh, lại trà. Dách tiệp, quỳ mì, bó lò, cú, lú dục. Dách búi, xín, kỳ liêm, hồng, tẩu bánh. Trôi cá, dách tiệp, chí mì, duyền chạc, ngò, bỉ phàn. Thùng, dách búi, hàm, lệnh mốn, chất hỷ. Rồi, người phục vụ mới hỏi tiếp là trùng dạo mụ khỉ thá xuối yêu. Trùng dạo mụ khỉ thá xuối yêu có nghĩa là còn cần gì khác không? Trùng dạo mụ có nghĩa là có còn cái gì đó nữa không? Trùng dạo mụ khỉ thá xuối yêu. Trùng dạo mụ khỉ thá xuối yêu có nghĩa là còn cần gì khác không? Rồi, bây giờ chúng ta muốn nói là tạm thời là nhiều đó, cảm ơn. Chàm xì hay căm tó, ừm cói. Chàm xì hay căm tó, ừm cói. Thì chàm xì là tạm thời, hay căm tó là bao nhiêu đó, ừm cói, là cảm ơn. Chàm xì hay căm tó, ừm cói. Chàm xì hay căm tó, ừm cói. Tạm thời là nhiêu đó, cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nói và đáp. Trùng dậu mũ khỉ thá xứ diêu. Chàm xì hay căm tó, ừm gói. Rồi thông thường đó thì những người nhân viên nhà hàng đó, người ta mới nói tiếp là xin cảm ơn. Chứ hay tó chè. Tó chè. Rồi chúng ta muốn đáp lại là mình sẽ ha khi, đừng khách sáo. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau lắng nghe phần đàm thoại các bạn nhé. Hôm nay tôi đi ăn xiêu mì, hổ không hổ? Hải biến đồ xế. Tôi đi đi Thái Hưng Chán Thính xế la. Hổ thầy gì? Đến nhà hàng. Chơi đan hải đồ, lý thay hạ sẵn xế mất dễ. Sẵn xế. Ngọ sẵn xế, ẩm sinh khắp, xíu dục phạt. Dẫm, bến chanh lại trà. Lý tì lá, sẵn xế tí mấy dạ? Ngọ sẵn xế, hồi mì, bó lò, cú lô dục. Dẫm, xin kỳ điểm hồng đậu bình. Ngọ dầu sẵn xế, chí mì, duyền chạc, ngò, bỉ phàn. Dẫm, hàm lệnh mông chất hỷ. Sì yên, không gọi. Hi, chẳng mừng lý tì, sẵn xế tí mấy dạ? Yết tì, ẩm sinh khắp, xíu dục phàn. Yết búi bình chân lại trà. Yết tì, hồi mì, bó lò, cú lô dục. Yết búi, xin kỳ viêm hồng đậu bình. Rồi gà yết tì, chí mì duyền chạc ngò bỉ phàn, cùng một bát hàm lemon mông chất hỷ. Còn có mổ kỳ thác suy yếu? Tạm thời hãy cầm đó. Mình gói xài. Mình sẽ hạc hề.